Vâng, võ sư Cửu Nguyên sẽ biểu diễn cho chúng ta Thái Cực Quyền. Dân điệu nghệ. Wow. Anh nay anh lại sẽ biểu diễn cho quý khán giả xem màn võ thuật đẳng cấp của anh. Chỉ có ở Cửu Nguyên Thái Âm Chân Kinh. Rất chi là điệu nghệ. Không chưa? Vâng, cảnh quay độc nhất vô nhị trên thế giới. Anh sẽ trao một nụ hôn đến một con quái vật. Anh sẽ trao một nụ hôn đến người có đôi mắt đẹp nhất thế giới, đẹp nhất thế gian. Vâng, đây là cảnh quay hoành tráng. Vâng, vâng, rất cảm động. Vâng, rất chi đẹp. Chuẩn bị nhảy nhá, chuẩn bị nhảy nhá. Mình quay cực kỳ là 3D luôn. Nhảy nhá. Vâng, anh chuẩn bị nhảy. Wow, tiết mục kết thúc. Tiết mục kết thúc. Cái gì? Tôi nghĩ đã khá vui khi hoàn thành xong tiết mục của mình. Phong cách của anh chỉ có 102 Cương Nguyễn. Oh yeah, come on. Oh yeah. Rất ích men. Cương Nguyễn rất ích men. Luyện khí công, vận nội công, luyện vận khí đan điền. Wow. Không ăn nhá. Ô dê. Wow. Quý quyền Thái Cực. Thái Cực. Long trời lở đất quá. Ô dê, come on. Ô dê Cường Nguyễn hô mây gọi gió. Mây gọi gió xong, đã vừa có một trận mưa. Cá tính của anh rất lãng mạn, đẹp trai. Anh toàn dùng những thương hiệu đồ lót Victoria, David Beckham.